Quý vị trở lại là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay, mỗi giá của một bộ test mua ở ngoại quốc là 35.000, nhưng giá test nhanh của Bộ Y tế tại Việt Nam là 200.000 đồng cho một bộ. Phần tin chi tiết Kim Nhung gửi được quý vị như sau. Thưa quý vị, theo như báo Thanh Niên ngày 27 tháng 9, 2021 loan tin, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Cộng sản với cộng đồng công ty và các địa phương, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, giá một bộ test COVID-19 mua ở ngoại quốc chỉ với một Mỹ Kim 50 cent tương đương khoảng 35.000 đồng Việt Nam. Và nếu tính toàn bộ chi phí từ kho bãi và các chi phí khác tại Việt Nam, thì giá mỗi bộ cũng chỉ mất khoảng 50.000 đồng. Trong khi đó, thì hiện tại các tỉnh, thành trên cả nước đang phải đấu thầu mua mỗi bộ test với giá từ 60.000 đồng cho đến 70.000 đồng. Còn theo vụ trang thiết bị công trình y tế thuộc Bộ Y tế Cộng sản, thì tính cho đến trước ngày 20 tháng 8 đổ về thì giá test nhanh khoảng 100.000 đồng cho đến 198.000 đồng một bộ test. Nhưng từ ngày 25 tháng 9 cho tới nay thì giá được điều chỉnh ở mức chỉ còn 20.000 đồng cho đến 70.000 đồng một bộ test. Trước thông tin của ông Anh, người đứng đầu vụ trang thiết bị công trình y tế cho biết giá các bộ test xét nghiệm do công ty tự công bố và chịu trách nhiệm, Bộ Y tế không kiểm soát giá thiết bị y tế do chưa có quy định. Tuy nhiên, theo như nguồn tin từ Facebook Tâm Trần Nguyễn, trong thời gian qua, Bộ Y tế Cộng sản đã mua lại của Vingroup hơn 84 bộ test xét nghiệm. Thưa quý vị, hơn 84 triệu bộ test xét nghiệm. Đây cũng là nguyên nhân Bộ Y tế Cộng sản bắt dân vùng dịch cứ 2 cho đến 3 ngày phải đi xét nghiệm một lần và cũng là nguyên nhân khiến cho giá bộ test tăng cao vì họ nghi ngờ giữa Bộ Y tế Cộng sản và Vingroup có bắt tay với nhau. Vẫn nguồn tin từ Việt Nam cho hay một người đàn ông đã nhận án phạt 30 tháng tù giam vì đã làm lây truyền dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, theo như bản tin của tờ VN Express vào hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 9, thì một tòa án miền Trung Việt Nam đã kết án một người đàn ông cư trú tại địa phương 30 tháng tù giam vì tội vi phạm các quy định cô lập và lây truyền vi khuẩn coronavirus cho người khác. Ông Phan Văn Hòa, 39 tuổi, bị tòa án tại thị xã Phan Rang, Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận kết tội là làm lây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác. Vào ngày 6 tháng 7, thì ông Hòa lái một chiếc xe vận tải từ Sài Gòn, nơi đã trở thành tâm dịch của làn sóng COVID-19 thứ tư của Việt Nam, trở về thị xã quê nhà. Theo như quy định, thì tất cả những người trở về từ các khu vực thuộc tâm dịch COVID-19 phải nộp bản khai báo y tế và tự cách ly trong 2 tuần. Tuy nhiên, thì Hòa không thực hiện đúng theo như quy định. Thay vào đó, thì Hòa đã đi đến nhiều nơi trong thị xã và tham dự đám giỗ, nơi mà ông tiếp xúc trực tiếp với nhiều người. 8 ngày sau khi mà trở về từ Sài Gòn, Hòa xuất hiện các triệu chứng bệnh của bệnh COVID như là sốt và đau họng. Các xét nghiệm xác nhận rằng Hòa đã bị nhiễm coronavirus. Các nhà chức trách đã truy vết và cô lập tất cả những người mà Hòa tiếp xúc. 4 người trong số những người từng tiếp xúc với Hòa sau đó đã bị nhiễm virus. Hòa cũng đã bị khởi tố sau khi khỏi bệnh. Mưa lũ ở miền Trung làm ít nhất là 6 người đã bị thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị ngập. Thưa quý vị, truyền thông ở trong nước loan tin, từ đêm 25 tháng 9 cho đến 26 tháng 9, mưa to đã xảy ra tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khiến cho 6 người đã bị tử vong. Trong đó có 3 cha con và một phụ nữ đang mang bầu. Mưa lũ cũng đã khiến cho nhiều ngôi nhà bị ngập lụt, nhiều tài sản bị cuốn trôi và hư hại. Theo như báo Tuổi Trẻ, địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất là tỉnh Nghệ An. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu trong nước từ 0.5m cho đến 1.2m. Tính cho đến ngày 26, tại Nghệ An đã có một người tử vong và 3.380 ngôi nhà bị ngập lụt. Nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại. Hình ảnh trên trang mạng xã hội cho thấy nước lũ dâng cao rất nhanh nên người dân đã phải bỏ nhà cùng tài sản lại để đi tìm nơi cao hơn tránh lũ. Bà Đinh Thị Xuyến ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, gia đình nhà bà mới thu hoạch lúa nhưng đã bị nước mưa lũ nhấn chìm, toàn bộ gà trong chuồng nhà bà cũng không còn con nào. Bà Xuyến kể, đây là lần đầu tiên bà thấy mưa lũ lớn như 2 ngày qua. 2 người con của bà phải chạy sang nhà hàng xóm trú tạm.
Theo nhiều người dân, thì ngoài mưa lớn, thì việc các đập thủy điện, thủy lợi xả nước đã khiến cho nước lũ tràn về và dâng cao rất nhanh, làm cho người dân không kịp trở tay trong việc bảo vệ tài sản. Ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu cho biết, đến sáng ngày 27 thì nước đã rút khoảng nửa mét so với ngày hôm qua, nhưng vẫn còn hơn 3.000 ngôi nhà vẫn còn ngập nước. Bản tin sau đây cho hay, một cựu chiến binh Hoa Kỳ gốc Việt đã nỗ lực giải cứu phiên dịch viên tại Afghanistan. Theo như VOA tiếng Việt loan tin thì cô Diana Trần là một luật sư và cựu binh sĩ Hoa Kỳ gốc Việt đã giúp cho một phiên dịch viên của mình ở Afghanistan và gia đình anh thoát ra khỏi nước này trước nguy cơ bị Taliban trả thù. Trong những ngày cuối cùng trước thời hạn Hoa Kỳ phải rút hết quân ra khỏi Afghanistan, thì cô Diana Trần cho biết rằng cô đã phải làm mọi cách có thể để giúp phiên dịch viên của mình là anh Kohistani thoát khỏi sự nguy hiểm. Bằng mọi mối quan hệ có được và sự kết nối qua mạng xã hội, cô Diana Trần đã tìm kiếm sự giúp đỡ của các thành viên quốc hội và các tổ chức để giúp cho anh Kohistani cùng với gia đình anh vào danh sách được quân đội Mỹ đưa ra khỏi Afghanistan. Anh Kohistani nói nhờ có sự giúp đỡ của cô Diana Trần và những người khác mà anh và vợ cùng với hai đứa con nhỏ đã rời khỏi Afghanistan. Đối với cô Diana, việc biết được anh Kohistani và gia đình của anh đến được chỗ an toàn thật sự đã khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nói rằng đó là một điều kỳ diệu khi mà anh Kohistani đưa được gia đình của anh ra khỏi Afghanistan. Cô Diana Trần sinh ra trong một gia đình người Việt tị nạn cộng sản định cư tại Hoa Kỳ vào thập niên 1980. Hiện nay thì cô vẫn đang tiếp tục giúp cho những thành viên còn lại trong gia đình anh Kohistani, những người vẫn còn bị kẹt tại Afghanistan, có thể đến được nơi an toàn như là bố mẹ cô đến được nước Mỹ cách đây nhiều thập niên trước đây. Westminster tổ chức cuộc thi vẽ về nước, giải thưởng từ 500 cho đến 1.000 Mỹ Kim, thưa quý vị. Vào ngày hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 9, thành phố Westminster thông báo tổ chức cuộc thi vẽ Fall 2021 Water Conservation Arts Contest, hợp tác cùng cơ quan thủy lợi quận Cam, Orange County Water District. Để tham gia cuộc thi, thí sinh phải là học sinh trung học từ lớp 6 cho đến lớp 12 của các trường trong phạm vi thành phố hoặc là học khu Westminster, bao gồm Johnson Middle School, McGavin Intermediate School, Stacy Middle School, Warner Middle School cùng La Quinta High School và Westminster High School. Chủ đề năm nay là thông điệp về hạn hán và thí sinh tham gia phải nộp các tác phẩm nguyên mẫu của chính mình. Ban giám khảo là các giáo viên mỹ thuật của Đại học Golden West College và bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10 2021. Về giải thưởng, mỗi cấp trường Middle School và High School sẽ có 3 giải thưởng. Giải nhất 1.000 Mỹ Kim, giải nhì 750 Mỹ Kim, giải ba 500 Mỹ Kim. Học sinh thắng giải sẽ được ghi tên trong lịch 2022 Westminster Conservation Calendar và được Hội đồng Thành phố tuyên dương. Để ghi danh giờ hẹn nộp tác phẩm, xin liên lạc cô Laurie Camodi thuộc Golden West College Arts và and Letter Division Office qua địa chỉ email icamodi@gwc.ccd.edu. Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi là Golden West College Arts Department, Fine Arts Building, tọa lạc tại 15744 Golden West Street, Huntington Beach, California 92647. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc cô Anna Gonzalez theo số 714-548-3695. Một lần nữa, 714-548-3695. Một lần nữa, chúng tôi sẽ được tạm ngừng phần tin tức ở đây. Khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón xem.